nay đi đâu Tâm ơi? Nay đi đâu? Nay con đi ở đâu ăn gì vậy? Hả? Ăn hủ tiếu ghẹ. Hủ tiếu ghẹ con kêu món chưa? Dạ, rồi con kêu. Con kêu món gì? Con kêu hủ tiếu ghẹ. Hủ tiếu ghẹ. Mực. Lấy gì nữa? Hết rồi. Hết rồi. Còn kêu gì nữa không? Con kêu gì nữa không? Con kêu hủ tiếu cua. Gạch của con cua. Gạch của con cua. Rồi con ăn món gì? Con ăn hủ tiếu ghẹ. Cái chân của nó. Ba thì ăn thịt. Con ăn cái chân của nó hả? Dạ. Còn ba ăn kèn của nó. Ba ăn kèn, con ăn cái chân. Đúng rồi. Còn cái thịt ăn? Thịt thì để hai cho con ăn, mẹ cũng vậy. Dạ yeah. Ba, nhìn nè, món chót xin ngầu luôn. Đấy, ngon bà.